Hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh của Minh Sơn nha. Và hôm nay thì mình thử test hình ảnh, chất lượng hình ảnh từ con DJI Osmo Pocket 3. Và đây là chất lượng hình ảnh. Mình đang quay ở trời nắng nha mọi người nha. Đây, trời nắng. Ở đây thì người ta đang đám cưới, nhạc hơi ồn chút xíu mọi người nha. Mọi thông cảm. Mọi người xem video cho mình xin một like, một share và một đăng ký kênh ủng hộ mình shop nha. Đi em mọi người, không rung lắc một xíu nào luôn. Đã. Link mua sản phẩm mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho anh em ở bên Tokyo Shop mọi người nhé. Rồi, chất lượng hình ảnh đã quá đã mọi người. Mình quay ngược sáng và quay xuôi sáng, nó không bị tối, chất lượng hình ảnh tốt. Mình chỉ đánh giá tới đây thôi, mình chỉ đánh giá chất lượng hình ảnh tới đây thôi. Còn anh em là muốn mua thì anh em có thể là ở trên YouTube thì nó có rất nhiều những cái bài đánh giá chi tiết sản phẩm, thì anh em tự xem và trải nghiệm và đánh giá của anh em. Mỗi người có một cách đánh giá khác nhau mọi người nha. Rồi, mình chạy này. Mình bay nhảy vậy á. Rồi. Rồi. Hello anh em. Ở ngoài nó hơi bị ồn, vậy người ta mở nhạc các mọi người. Và bây giờ mình đã vô nhà rồi. Bye bye anh em nha. Và mình chỉ đánh giá tới đây thôi. Còn mua hay không là việc của anh em. Ok, link mình để bên dưới phần mô tả cho anh em nha. Anh em bấm vô phần mô tả, anh em vô cái link đó anh em mua được mua hàng. Bye bye.